các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Bình Tân truy bắt các đối tượng tham gia vụ đánh nhau để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc không chỉ gây mất an ninh trật tự công cộng mà còn khiến trưởng Công an xã bị thương nặng. Ngày 19 tháng 9, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, dẫn đoàn đến thăm hỏi động viên cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Trà Quang Thanh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ cùng với gia đình và động viên Thiếu tá Lê Minh Cảnh, trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục. Trước đó trên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tá Cảnh phát hiện hai nhóm thanh niên cầm hung khí nguy hiểm đánh nhau nên vào can ngăn, thì bị các đối tượng trong hai nhóm dùng hung khí tự chế chém trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa thiếu tá cảnh đến cấp cứu tại bệnh viện quân y 121 thành phố Cần Thơ. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Vĩnh Long đang cẩn trương phối hợp với công an huyện Bình Tân truy bắt các đối tượng tham gia vụ đánh nhau nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.